Ôi, đánh lên anh cơ. Ôi, đánh lên anh cơ. Ôi, đỉnh đen rồi. Đỉnh đen rồi, đỉnh đen rồi. Đấy. Ôi, đánh lên anh cơ. Ôi, đánh lên anh cơ. Ôi, đỉnh đen rồi. Đỉnh đen rồi, đỉnh đen rồi. Đấy. Tân Paris, hacker. Ngày hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết sức mạnh của quỷ đầu la. Ha ha ha. Sao sao Tao đi, Tân Paris, mày ăn rồi phải cho tao ăn đấy chứ. Mày ăn được mình mày à. Đây đây hacker, mày bắt lấy. Mày ném nhanh lên rồi đưa tao đây. Đói lắm rồi. Ngu này, có cái quả cà chua mà không bắt được. Thôi đi, chiến đấu tiếp đi. Chờ tao với Tân Paris, chờ tao với để mày. Tao đi ơi, tao ném đấy. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Thôi mệt lắm rồi, không ấy nữa. Lại chơi game Free Fire thôi. Thôi phải cày lên top 1 thôi. Bắn đi. Tao trôn mày tên tao đi ơi. Bắn đi. Bắn nhanh lên lên top 1. Tao đội cái này vào rồi. Mà đi, tao hãy cơ cái chiêu mình hiểu. Sướng chưa tao đi, sướng chưa. Cái đầu mày. Tao nhá. Mày là sao? Tao mày tao không chơi với mày nữa, không còn anh em nữa. Tao đùa thôi mà. Cút đi. Tao đùa thôi mà. Cút. Trời ơi, tao đùa thôi mà. Cút đi. Chết mẹ, sao tao lại đi cùng hướng nói nhỉ? Tự nhiên không chơi với tao nữa, Tân Paris. Tao có làm gì mày đâu. Ai nhìn Tân Paris đấy? Nó làm cái gì nhỉ? Nó làm cái gì đấy? Cái gì? Hả? 10 tỷ à? Giải quyết luôn cho nó, nhá. Cái gì? Một thêm nó đòi thêm 3 tỷ á? Cũng được, nhá. Cho thêm nó 3 tỷ. Đầu tư cho anh thêm cái khoản đấy, nhá. 8 tỷ, 10 tỷ được, chấp nhận hết, nhá. Được chưa? Mày định sàm sữa tao à? Không phải đâu Tân Paris ơi. Không phải đâu. Không còn phải chối nha. Tao đấm mày. Trời ơi. Mẹ bố tay rồi. Tân Paris. Mày đau tay không con? Mày đau tay không con? Hacker. Mày không phải cười đẻo nhá. Mày đã xem phim của Lý Tiểu Long chưa? Mày chưa xem cái gì? Được rồi,
Bây giờ thì tao cho mày xem. Yeah! Yeah! Mày ơi, đám bố mày cứt rồi. Ôi trời, thổi thế. Mày răng cứt rồi. Mày cứ mày cười. Mày cứ mày cười. Mày không phải cười nha. Hacker, đứng lại mau. Hacker, tao đánh mày. Hả? Cái gì này? Kho báu. Hacker ơi, tao bây giờ tao không cần đuổi mày nữa đâu nhé, tao có tiền rồi. Tiền này, ôi kìa, kho báu cơ mà. Ôi. Tao đi, nó không đuổi theo mình nữa à? Ôi ôi, nó treo con điện làm gì nhá? Tao đi, mày treo làm gì đây? Tao đi, tao đi. Cái gì? Mày treo con điện làm gì đây? Tao không biết đâu, tao có báu. Có báu á? Ừ. Ôi ôi. Tiền lắm, nhiều tiền lắm. Nhiều tiền thế? Để tao giúp mày. Không cần đâu. Để tao giúp. Không cần. Hai người tao bảo để tao giúp mày mà. Đây rồi, để tao giúp đây rồi. Có công tắc đây rồi, bấm phát nào. Ôi ôi, ôi điện giật kinh thế. Tao phải đi, mày có bị làm sao không? Tao phải đi ơi. Ôi điện giật cháy hết người tao rồi, thằng Hacker. Tao phải đi. Cái gì? Tao bình tĩnh, bình tĩnh, không sao cả. Nhưng mà bây giờ tiền đâu? Tiền đâu rồi? Tiền đâu rồi? Ôi tiền của tao nó cháy thế này. Hacker ơi, tự bay hết rồi, tự bay rồi. Hacker, tiền cháy hết rồi. Tao phải đi. Tao lại xin lỗi. Xin lỗi tao đi nhé. Hacker, lần này thì không có xin lỗi. Ôi tụt chết rồi, thằng Hacker mày đâu rồi? Tao ở trên đây, tao đi ơi. Mày đánh tao bay đến đây rồi. Mày không sao đấy.